Ủa? Sao chia tay rồi? Không dọn ra khỏi nhà tôi đi. Còn đây làm gì nữa? Chưa chia tài sản thì chưa có đi. Cô bị lú hả? Làm gì có hung thú mà đòi chia tài sản? Thì đúng rồi. Cái thứ vô trách nhiệm như anh á, chỉ muốn sống thử thôi à, thì làm gì có chuyện hung thú. Nhưng mà tôi nói luôn, anh tính cỡ nào tôi theo anh cỡ đó. Chia tài sản đi, rồi tôi đi. Thôi, thôi, thôi. Mệt cô quá. Suốt ngày cứ chia tài sản là cái gì? Hả? Bây giờ đã chia tay rồi thì cô đi ra khỏi nhà của tôi, đó là lẽ bình thường thôi. Đi tôi đi. Tôi ở đây hoài cho anh không, coi. Không, đi đi. Thả tôi ra. Đi ra đi. Tôi không có đi đâu hết á. Đi ra ngoài đây. Nhà hả? Của đây tôi. Đây có là nhà của cô. Hả? Đi có buồn lại đâu. Tại thả sao tôi lại ngủ vô tôi lại đây? Ba. Ba. Ba ba. Ba có sao không vậy ba? Sao không ba? Trời ơi. Chấn thương cột sống của tôi rồi. Dạ. Đỡ ba vậy đi. Ba, ba ngồi đây nè ba. Ây à. Từ từ ba, từ từ ba ơi. Ây à, ây à. Ba thấy sao rồi ba? Cô hết á. Tại anh lôi tôi thì có. Thôi thôi, hai đứa đó đừng có cãi nhau đánh nhau nữa. Mệt mỏi quá đi. Muốn cái gì thì từ từ mà giải quyết. Cái gì mà ôm sùm đánh nhau tối ngày, làm sao tôi chịu nổi. Cái con yêu cầu nho nhỏ là cho con một số tiền. Con làm vốn làm ăn mà, ở với nhau mấy năm rồi, bây giờ chia tay con cũng cần quyền lợi chứ. Hùng, ba thấy con Kim nó nói đúng á. Con coi á, phải cho nó một chút đỉnh tiền gì đi. Nó ra nó lấy làm vốn làm ăn chứ. Nó làm dâu trong cái nhà này bao nhiêu năm trời nay rồi. Ba thấy nó cũng cực khổ lắm đó con. Ba, nhưng mà con với cổ có kết hôn gì đâu mà ba suốt ngày cứ nói dâu với con là sao vậy? Đó, ba thấy chưa? Ba thấy anh tính toán từng đồng được cắt cho con chưa? Muốn có vợ phục vụ mà không muốn tốn một xu nào hả? Sao anh tồi quá vậy? Tôi nói cho anh biết nha, có con này thôi nè, chỉ có con này ngu mới chịu lấy anh thôi, không có con nào khác đâu. Thì ngày trước cô cũng chịu rồi, giờ cô còn nói gì nữa. Anh im đi, anh lợi dụng cuộc hôn nhân ảo của anh á. Bây giờ tôi phải đòi lại quyền lợi của tôi chứ, đúng mà. Thôi được rồi, tôi không ở đây hoài nữa. Tôi đưa lên tòa, cho tòa xử. Thôi thôi thôi, im đi. La làng lên đi, cho hàng xóm tôi nhìn qua giống mặt. Nhức đầu quá. Đi từ từ thôi ba. Từ từ, từ từ. Ba, ba ngồi xuống cho khỏe đi ba. Cẩn thận ba. Uống miếng nước nha ba. Con thấy ba cũng đỡ rồi á. Bước đi cũng chắc chắn hơn rồi. Cũng nhờ cái công chăm sóc của con, cho nên á, thiệt ba thấy đỡ hơn nhiều. Con nè, ba biết cái thằng Hùng nó tệ lắm, nhưng mà thôi, nếu mà chuyện con với Hùng có xảy ra cái gì không làm con dâu của ba thì ba cũng nhận con làm con gái. Dầu gì con đã là dâu của ba rồi thì ba vẫn thương con y như là thương con gái ruột của ba vậy, nghe con. Dạ. Con nè, mấy ngày nay á, ba suy nghĩ rồi. Ba còn một ít tiền ở trong ngân hàng á, để rồi ba rút ra, ba cho con số vốn để con ra ngoài á, con có làm ăn gì đó thì làm, nghe con. Ba thương con lắm. Ba biết, ba biết con chịu cực với Hùng nhiều lắm rồi, khổ với nó nhiều lắm rồi, nghe con. Nói thiệt với ba, con không nghĩ anh Hùng ảnh tính toán với con vậy luôn á. Lúc mới yêu nhau á, anh nói gì con nghe đó. Tại con tin tưởng ảnh. Anh nói thôi em cứ về ở đi, rồi từ từ làm hôn thú cũng được. Mãi đến sau này con mới biết anh muốn sống thử với con thôi à ba. Bởi cái thằng á. Bởi vậy tụi con cứ cãi nhau hoài ba. Ba hiểu rồi. Thôi thì con cứ nghe lời ba, cứ nhận số tiền mà ba sẽ đưa cho con, lấy vốn nó mà làm ăn, rồi làm gì làm. Thỉnh thoảng lâu lâu mà rảnh rỗi nhớ ghé đây thăm ba, nghe con. Ba.
để con chọc tức ảnh đó, chứ đâu phải vì cái chuyện tiền bạc đâu. Với lại con lo được mà, tình trạng của ba giờ, khi nào ba khỏe con đi. Thì ba thấy ba khỏe rồi đó. Còn cái chuyện mà ba nói nó còn gì, cái chuyện mà ba chỉ tìm con, con cứ đặng đừng có lăng tăng cái gì đó. Ba coi con như là con gái của ba mà. Thích liền à, nhà ở rộng rãi lắm, có mình anh với ba nè, không có ai hết trơn. Đó, nhà anh đó, thấy chưa? Ba! Chào ba. Dạ, con chào bác. Giới thiệu với ba, đây là bạn gái của con, Hạnh. Đây là ba của anh á. Cô quen sao với lại thằng trai tụi vậy? Dạ, tụi con đang yêu nhau đó bác. Đang yêu nhau hả? Dạ. Rồi con tính kỳ này cưới cô gái này không? Hay là làm hôn thú đồ không? Ba, nói gì kỳ vậy ba? Tụi con đang tìm hiểu nhau thôi mà. Dạ bác, chuyện đó là sao vậy bác? Chuyện là vậy. Bởi vì trước đây á, thằng con trai tôi á, nó cũng yêu một cô gái. Cô gái tên Kim á mà. Rồi nó cũng đem về đây. Rồi sống với người ta cũng mấy năm trời á. Cuối cùng đó, nó không có làm hôn thú với con người ta. Cũng vì cái chuyện đó mà hai đứa ta nó tối ngày gây gỗ đánh nhau y xèo. Tôi đứng giữa tôi can không á, cũng đủ mạch. Cho nên giờ á, tôi nói trước với cô, đặng có gì đó rồi biết cái chuyện là nó vậy. Biết làm trước được làm sao cơ mà. Anh, mọi chuyện là sao? Nói rõ cho em nghe đi. Em chứ, em hiểu lầm thôi à. Không có chuyện gì đâu, đó là chuyện cũ rồi. Hiểu lầm. Dạ bác, vậy sau khi chia tay, cổ có nhận được quyền lợi gì không hả bác? Trời, đâu có kết hôn gì đâu mà tự nhiên đòi quyền lợi em kỳ. Anh nói cái gì kỳ vậy? Nếu như mà anh đã tính toán như vậy á, thì chắc chắn em cũng phải suy nghĩ lại. Chứ cả đời người con gái người ta về sống với anh chịu đủ một thiệt thòi. Con cảm ơn bác nha. Em không phải đâu, cái chuyện đó là chuyện trước, chuyện cũ rồi. Nhưng mà bây giờ anh hứa với em, hiểu không? Anh hứa anh sẽ kết hôn với em. Thôi, cái chuyện đó. Đừng có nói như vậy. Trước đây con Kim nó ở cái nhà này á, nó cũng làm dâu làm con cực khổ bao nhiêu năm trời. Con có kết hôn với nó đâu. Mà cái con nhỏ nó sống rất là có tình có nghĩa. Thậm chí tới bây giờ á, sau khi hai đứa thôi nhau rồi, nó ra ngoài nó sống rồi, nhưng mà nó vẫn về đây, nó ghé, nó chăm sóc, nó lo lắng cho ba từng ngày từng giờ luôn. Con nhỏ sống rất có tình có nghĩa vậy mà mày còn đối xử như vậy. Cái chuyện mà mày hứa đó có tin được hay không? Dạ, con cảm ơn bác. Con cũng không có ngu dại gì mà về sống thử để chuốc thiệt thòi vô thân đâu bác. Còn anh nữa, anh nên xem lại cách sống của mình đi. Sống như vậy á, thiếu đạo đức lắm anh. Con chào bác. Em ba, tại sao ba lại nói như vậy chứ? Bây giờ bể chuyện ra hết rồi, con có phải con ruột ba không vậy? Chính vì mày là con ruột của tao á, cho nên tao mới là đau lòng. Con ruột của tao á, mà sao không có giống cái tính của tao? Tao sống nó có tình có nghĩa lắm chứ, đâu có như mày một con người bội bạc không nghĩa không tình. Thay đổi lại đi con, thay đổi cách sống lại, thay đổi cách mà đối nhân xử thế mới có được hạnh phúc nghe con. Vé số đi, vé số Đồng Nai Kiều Sổ đi. Anh hai chị ba, chú Tám ơi, vé số đi. Vé số đi, mua chiều nay làm tỷ phú nha. Ai mua vé số không? Ngồi nghỉ mệt chút con, mệt chưa? Ai mua vé số không? Vé số Kiều Sổ đây. Nè, uống miếng nước đi con. Bữa nay bán chậm quá. Ông
con lượm được nhiều nè ông, lát nữa ông ghé bán rồi mua lấy tiền mua gạo ăn nha ông. Trời ơi, giỏi ghê không? Cháu của ông giỏi quá. Mà bao nhiêu đây á, bán đâu có đủ tiền mua gạo đâu con. Vậy đi con gán lượm thêm rồi mình mua gạo nha ông. Cháu của ông giỏi ghê không? Ông ơi, ông bị bệnh á ông. Chiều ông mua thuốc uống nha ông. Ông không sao đâu. Ho chút đỉnh thôi, vài bữa nó hết con. Không sao đâu. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi ghê luôn. Nó lo cho tôi nữa chứ. Mẹ con chết sớm quá chứ. Phải vì mẹ con còn sống đâu có phải gặp cái cảnh này. Thôi bây giờ vậy nè, con ngồi đây nghỉ mệt nghe không? Hoặc là có lụm nó lụm vòng vòng ở đây thôi, đừng có đi đâu xa. Để ông ráng đi vô xóm này nè. Ông bán hết chồng giấy số này rồi cái ông ra hai cha con, hai ông cháu mình về nghe con. Nghe không? Ngồi đây nghe không? Không có đi đâu xa nghe chưa? Ngồi nghỉ mệt đi. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đi chị hai ơi, anh ba ơi. Vé số đi, vé số đi, vé số đi. Đấy. Trời ơi, nắng nôi, nắng con quá. Con có mệt lắm không? À, con đi với ba. Ba mua cơm cho con ăn nha. Dạ, con ngồi chờ ông lại. Thì bây giờ ba dắt con đi mua cơm xong rồi ba mua cho ông ăn hộp luôn. Là hai ông cháu đều có cơm ăn. Đi. Ủa? Tý ơi! Tý! Tý ơi! Ủa? Sao kêu nó ngồi đây mà nó đi đâu mất rồi ta? Tý ơi! Tý! Tý ơi! Tý ơi! Tý ơi! Tý! Chưa tới. Đây nè. Nó nè hả? Chứ để tôi. Thấy được không? Ngon không? Mày đi kiếm người ta có thằng đi đi ăn xin mà cái anh ú nu tròn do gì. Không, mày không kiếm mấy thằng ốm ốm xíu á cho tao dễ kiếm tiền. Trời ơi, tôi dụ từ sáng giờ mới được á ba ơi, ba có là mừng rồi. Bây giờ lấy không? Không lấy tôi bán người khác. Ở đó mày. Để tao về tao huấn luyện nó lại. Tiền. Mấy triệu bạc một nè. Ủa sao có nhiêu đây vậy? Lúc đầu ông nói làm sao? Thì bây giờ mày cứ cầm đi, để tao về tao coi nó có kiếm cơm cho tao được hay không. Được, tao sẽ chuyển thêm cho mày. Anh mày nói một là một, hai là hai. Nhớ tao sống ở ngoài xã hội mày biết rồi gì? Biết rồi, bữa giữ lời nhớ chuyển nha. Bin, con ở với chú này nha. Xong chú mua cơm cho con ăn mỗi ngày. Chứ đi với ba không có tiền đâu. Ba không có tiền mua cơm, không có tiền mua đồ gà con đâu. Bây giờ con phải đi với chú con làm, con phải có cơm đồ gà chứ. Ba khổ lắm, ba khổ ba mới làm vậy. Con đừng có buồn ba nha. Ba qua ba thăm con thường xuyên nha. Biển đi. Con từ từ làm đủ dữ rồi. Con lại đi, ba gãi nó ba chạy qua ba thăm con thường xuyên. Vô tay tao rồi mày sẽ biết. Đi. À, giật đồ, giật đồ. Thằng nhỏ, thằng nhỏ giật đồ hả? Ờ, giật đồ. Trời đất ơi, mới bị lớn à. Lấy đồ, thấy bà già không? Bán bơ ngay cái bóp này của con nè. Vì sao con phải đi giật đồ người ta? Rồi có vấn đề rồi anh ơi. Nó đòi vô công an là chắc mấy đứa chân dắt nó bắt con đi ăn xin đúng không? Con nghĩ thằng này bị chân dắt rồi. Rồi đúng rồi. Vé số rồi. Đây, vé số rồi. Kiều sổ đây, vé số đây. Kìa, tí. Trời ơi, ông, con ông, đi đâu? Con ông, đi đâu ông, mà mấy bữa nay ông đi kiếm mua quá trời. Ông là bọn chân dắt đúng không? Ông là bọn chân dắt đúng không? Dạ không phải đâu chị ơi, không phải cậu ơi. Đây là cháu ngoại của tôi là ông ngoại của nó.
chị biết sao không? Nó mới vừa giật cái bóp của tôi nè. Trời ơi, sao con làm vậy tí ơi? Chị ơi, không phải đâu, tôi là ông ngoại của nó. Mà ba của nó cờ bạc đồ nhậu nhẹt rồi, bây giờ lại mê gái đi theo người ta nữa. Cái mẹ nó buồn, rồi sanh bệnh rồi, chết sớm. Xong ra tôi phải nuôi nó từ đó giờ rồi. Tôi đi bán vé số, nó theo tôi lụm ve chai. Tự nhiên nó mất tích mấy bữa nay đó chị. Đúng không ngoại con không? Phải không đó, ông phải ông chay giác không? Phải thiệt, là ông bà, thiệt. Thiệt bà, cháu ngoại tôi mà. Hỏi nó coi, thiệt, tôi nói thiệt bà. Phải không con? Vậy là ông phải về ông coi cẩn thận nó nha, đừng để người ta bắt nó nữa đó. Dạ, dạ, bà ai bắt con? Con đi theo ai vậy? Ba con bán cho chú kia đi ăn xin. Trời ơi, ba con, bắt trời con ơi. Bán cho chú kia đi ăn xin. Trời ơi, cái thằng trẻ ba nó bắt hả? Vô. Ba nó, dạ, cảm ơn chị nhiều lắm, cảm ơn anh nữa nha. Anh về anh phải coi nó cẩn thận, để thôi người ta bắt nó nữa đó. Dạ. Ông coi bây giờ cái chuyện này mình phải đưa lên công an để làm rõ coi đúng thật hư nó làm sao. Đúng rồi đó, phải dạ. Lên công an để triệt phá cái đường dây mua bán trẻ em như vậy nữa. Dạ, mình lên công an đi. Đi lên công an đi. Đúng dạ. Rồi, bây giờ đi. Mình đi lên công an đi. Để con với cô làm chứng luôn. Đúng dạ, rồi, dạ, đúng rồi. Dạ, dạ. Đi. Đi, đi lên công an. Tôi biết cô đang cặp với chồng của tôi. Sao? Cô tỉnh tới đây để năn nỉ tôi trả chồng cho cô hả? Không. Tôi muốn báo cho cô một tin vui. Tin vui? Phải. Tôi sẽ ly dị với chồng của tôi và sẽ cho hai người tự do tới với nhau. Kèm theo điều kiện? Chẳng có điều kiện nào cả. Sao? Cô tay đồ ly dị với anh? Dạ, đúng rồi đó. Không những không ra điều kiện gì và còn hợp tác hai tụi mình nữa. Như vậy á thì tụi mình á tự do đến với nhau rồi. Chẳng lẽ cô ta có tình nhân? Thì có tình nhân kệ cô ta chứ. Như vậy á thì mình càng tự do đến với nhau rồi. Nếu như mà cô ta đòi ly dị á thì càng có lợi cho mình. Khi mình ly dị á với cô ta thì anh có bằng chứng rồi. Tài sản sẽ chia đôi. Cô ta không có lỗi mà. Ủa hả? Anh thông minh quá à. Anh ăn sao á, để đó đi, lát anh về rửa chén cho nha. Ủa? Em đi đâu mà đi hoài vậy? Dạo này em thấy em hơi lạ đó. Thì giờ em đi gặp khách hàng để làm chuyện mừng ăn chứ. Em hẹn khách hàng, sao em không hẹn công ty? Hẹn bên ngoài làm chi? Thì khách hàng muốn hẹn em ở quán cà phê để nó cho thoải mái hơn đó mà. Thôi, em đi nha. Chính là cô ta có nhân tình rồi. Biết mình có người khác mà không ghen còn đòi ly dị nữa đúng không? Được, kỳ này tôi bắt tại trận cho có chứng cứ để ly dị. Bà ăn trả thì ông ăn nem. Ly dị thì chia đôi tài sản. Tiệm gì vậy? Cô đối với tôi là cô gặp khách hàng. Cô đi vô khách sạn là sao? Thằng nhân tình của cô đâu? Nhân tình nào? Anh đang nói cái gì vậy? Cô vô khách sạn làm gì? Thì tôi mệt. Tôi vô đây tôi nghỉ ngơi không được hả? Cô mệt hả? Cô nói là cô muốn ly dị tôi để đến với người đàn ông khác đúng không? Thì ra cô đã nói chuyện đó cho anh nghe rồi đúng không? Phải. Anh có người phụ nữ khác thì tại sao mình không ly dị nhau đi? Anh nói cho em nghe nè, là thằng đàn ông á ra ngồi ăn bánh trả tiền thôi, người phụ nữ chẳng ra gì cũng lẽ đánh đổi gia đình mình. Nhưng mà cổ nói với tôi là anh sẽ cưới cổ. Đó là lời nói hứa cho qua loa thôi, chứ thật ra làm sao mà cô gái chẳng ra gì mà anh đánh đổi hạnh phúc gia đình mình được.
Vậy là anh nhất quyết không ly dị đúng không? Đúng rồi. Vậy anh có hứa với tôi là anh sẽ chia tay cô nhân tình đó và quay lại với tôi không? Anh hứa với em mà, anh không quen ai khác cả, chủ yếu gia đình mình thôi, khi đó là anh chơi qua đường thôi. Em tin anh đi. Con nghe hết rồi chứ? Con ra đây đi. Anh... Con nghe chồng tôi nói những gì rồi chứ? Chồng của tôi nhất quyết không ly dị với tôi, và cô chỉ là người chơi qua đường thôi. Thì ra mấy lần nay anh quen tôi là chỉ qua đường thôi hả? Anh một thằng khốn. Trời ơi! Lỗi của anh đây. Anh không ly dị với tôi để cho tôi xuống nước chia khối tài sản đó với anh chứ gì. Đừng có mơ. Tôi nói cho anh biết, một khi mà anh đã có lỗi rồi thì tòa sẽ giải quyết phần hơn khối tài sản đó thuộc về tôi. Anh hiểu chứ? Anh không ly dị với tôi thì tôi sẽ ly dị với anh. Thà sống một mình còn hơn là sống với một người phản bội như anh. Em tất cả đều gạt tôi.